bỏ cái đó lên đẩy cô đẩy coi thì nhẹ không, chưa có bánh nữa nha, bánh chắc cũng phải 20 kg, 20-30 kg nữa. Bánh lên tới 20-30 kg, bánh hơn 10-10 kg đâu rồi, tới 20-30 kg vậy. Tại vì nhìn thấy bộ khung xe nha. Đó, con thỏ có cái ghế ngồi bên kia. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Sợ không cô, sợ không? Vịnh vào nha. Rồi, con về luôn nha, mai mốt gặp lại cô sau. Quý vị thân mến, hiện tại trưa hôm nay chúng ta đang có mặt tại quốc lộ 50 thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh quý vị ơi. Thì trưa hôm nay là ngày thứ tư, Phú Tha hẹn cô Thọ đó quý vị đi mua xe bán bánh cho cô Thọ. Bây giờ là khoảng 12 giờ trưa rồi quý vị. Tại vì sáng nay Phú Tha có việc bận á, nên không có đi mua vào buổi sáng được, nên phải hẹn cô là 12 giờ hôm nay, 12 giờ trưa hôm nay quý vị. Hôm nay thì trời Sài Gòn mưa rất là lớn. Hôm nay Phú Tha đi có việc thì hồi nãy là đi là hai vợ chồng ướt lem hai bộ áo quần rồi. Bây giờ mới về thay là áo quần rồi chuẩn bị đi mua xe cho cô Thọ quý vị ơi. Phú Tha đang đứng đây chờ con của cô Thọ, chờ cô Thọ ra đây để đi cùng. Quý vị đang nhìn thấy đường quốc lộ 50 xe rất là nhiều. Mà đa số chủ yếu xe đi về đây là xe rác quý vị. Tại vì phía hướng xuống dưới đây là có bãi rác Đa Phước đó quý vị, nên rất là nhiều xe rác đi ngang qua đây. Đường thì ngập. Đáng lý ra thì Phú Tha có thể hẹn lại cô Thọ quý vị để khi khác nếu mà trời nó tạnh hơn thì đi mua. Nhưng mà Phú Tha hẹn cô Thọ là 2-3 ngày rồi. Và hôm nay thì cô Thọ ở nhà không có đi bán bánh, chỉ để đi mua xe với Phú Tha thôi. Mà nếu mà Phú Tha hẹn lại cô Thọ thêm 1-2 ngày nữa đó, thì sợ phiền lòng cô Thọ. Tại vì Phú Tha thấy cô Thọ cũng mong muốn có được chiếc xe á, nên thôi tranh thủ mặc dù là mưa nhưng mà mình vẫn cố gắng đi mua xe với cô Thọ quý vị ơi. Cô Thọ đây quý vị ơi. Đây hả con? Dạ. Dạ hỏi thứ anh. Dạ. Chỗ nào hả con? À qua bên kia hả? Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn gì? Ở đây bán xe nước mía không quý vị, phải đi tiệm khác. Ở đây nguyên một dãy con đường bán xe nước mía luôn nè. Nếu một vị nào có nhu cầu mua thì có thể đến đây nè. Nhưng mà không có bán xe bán bánh của cô. Phải đi tiếp. À xe không 2,5 triệu chưa tính tù. Yeah. Đây vị ơi, đi từ xa là cô Thọ đã thấy chiếc xe này hợp với cô Thọ rồi. Đây. Mình lấy cái tù nhỏ nhỏ mình chất bánh cho nó đầy cho nó đẹp. To quá đôi lúc bánh nó rộng quá đó, nhìn nó không có đẹp. Là chú giao cho con luôn hay sao chứ? Con ở dưới cái cầu này cầu chính hơn. Cầu chính hơn á. Rồi. Là bây giờ mình lấy cô. Coi như là cái này giờ 24 với 350 là 300 là 200 là 270 là ta giao qua.
Con thấy là cái tù mà có cái này nè, nó chắc hơn, nhưng mà cái này rộng quá. Còn cái này không có, có sao không? Mưa rồi có thấm vào không? Bán gì? Dạ, cái này đẹp nhưng mà nặng quá hả cô? Dạ. Yeah. Nặng hơn hả chị? Dạ. Yeah. Không không. Cái này á, cái này nó nhỏ hơn một chút xíu là đẹp. Tại vì cái này nó có cái này nữa. Nhìn nó cứng cáp hơn. Đây vị chiếc xe nhìn cũng đẹp lắm quý vị ơi. Đó, hai cái bánh của ta mong muốn là hai cái bánh nó bự như vậy nè, để cô để cho nó nhẹ. Đó, để chú bỏ cái tủ đó lên đây rồi xem thử như thế nào. Ủa cái này sao giống cái cũ quá vậy chú? Cái này xài rồi hả? À, không có cái mới cái này hết chú. Mới phải bán một quà, bên này nó rẻ hơn. Cái này nó bằng tiền cái bộ kiến đó, 300. Còn này mà mới mà phải 700. Ờ, nhưng mà cái này nó cũ quá chú ạ. Cái này nó nhìn không trong quá, nó không có mới. Đó, lau sạch mà. Con nghĩ mình lấy cái mới đi cô ạ. Cô muốn cái đó hả? Dạ. Cái đó dễ chất hơn hả chị? Dạ, cái này nó nghiêng. Không, nhưng mà cái đồ nghiêng vậy người ta nhìn bánh mới đẹp hơn á cô. Dạ. Dạ không, nó không có chạy. Nghĩa là mình xếp mình nhìn xiên chéo lên thì nó đẹp hơn, nhưng mà con thì con không thích, nó con thích nó mới hơn là cũ. Dạ. Chiếc xe to hơn so với cái này nhiều quá chứ cô hả? Cái này chắc mình phải bán, nghĩ ra bán cái gì thêm đúng không cô? Bảy thêm, có gì bán thêm. Dạ. Dạ. Mình lấy bánh bao rồi mình bán được không ta? Bánh bao. Dạ. Chứ con thấy chiếc xe này nó to hơn so với cái tủ nhiều quá. Dạ. À, xôi. À, xôi mặn á hả? À. Hay là mình lấy thêm bánh tráng gì mình bán cô? Dạ. Tại vì thấy chiếc xe nó bự hơn so với cái tủ nhiều quá. Dài quá hả? Cô thử đẩy xem được không ta? Cho con đẩy được không chú? Coi xử được không chú? Cha để ta đẩy xe. Bu ở đây chứ nè. Tại vì ghé đến xe là ta cái. Xe này có bảo hành không chú? Trời này là bao xài chứ hỏi không có hư gì đó. Sợ hư đem lại chú sửa trong vòng bao nhiêu tháng đó chứ? Không, lấy cái dưới đi. Cái dưới đi. Chú bớt cho cô chút ít đi chú.
Cô nghĩ là bánh là bỏ hai hộp nó có hết cái tủ đó không? Tại vì con sợ là đôi lúc bánh ít quá, mình chất mà không đầy á thì nhìn cái tủ nó rộng lắm. Nhưng mà lấy cái này thì vừa chiếc xe. Gì đó. Dạ. Còn cái này nó có nhiều chỗ nào không? Dạ thôi mình lấy cái này đi. Coi như mình lấy thêm bánh một chút xíu mình bán. Bây giờ cái tổng cộng là giờ giao qua là 3 triệu. Bỏ cái đó lên đẩy cô để coi thì nhẹ không? Chưa có bánh nữa nha. Bánh chắc cũng phải 20 kg nữa, 20-30 kg nữa. Bánh đâu tới 20 kg. Không, gánh bánh của cô nặng lắm. Tại vì nhìn thấy bộ khung xe nha. Nhẹ không cô? Dạ. Ủa nếu mà giao liền. Cô coi có chỗ nào mà mình học bỏ tiền không cô? Có người đi theo mình chỉ dàn cái địa chỉ nó ta giao tới chỗ rồi. Giờ chỉ chở nó về trước nè. Sao cô? Được không cô? Dễ quá hả? Tạ bớt hả? Bớt chút xíu hả? Cái này là bằng inox quý vị. Inox là inox 201. Nó cũng mỏng chứ không có dày. Cái này là khóa ở trước nè. Đó. Cô muốn bỏ cái gì ở trong đây cũng được á. Cái chỗ này bỏ tiền là hợp lý không? Bỏ đầy tiền trong đây là hợp lý. Bớt thêm 100 mấy chú ơi. 2.9 chú. 2.9. 2.9 nữa. Người ta chở luôn không tính tiền. Đâu có lời đâu. Đúng là tủ. Biết rồi, tủ này tôi bán mà cho ta xài là 750 rồi đó, chiếc xe là 2.5 không có bớt đâu. Thấy nói gì bớt gì đâu. Đúng rồi, phải về mua cái dù nữa. Ta đóng lại nó thì nó 430 nó không có xét. Cái này 201 hay là 430 chứ 201 được. 430. Cái này 430. Cao mà đâu thấy giống như này. Thằng chợ đâu. Bán 2 3 năm cũng mới tin vậy. Tại nó 430 rồi nó không hoài nó không có mờ được đâu. Lấy được gì cả bao một cửa sao mỗi ngày mới cửa đâu. Không mà thấy chiếc xe cũng đẹp thật quý vị. Xe này đẹp. Nó được là ghi địa chỉ. Mà giờ nó bắt chính nó vô rồi đi về. Ủa chú, ở trước đây mình làm kính mình khóa này lại được không chú? Trước đây mình làm kính mình khóa cái này lại được không? Dạ dạ. Kiến lùa chú. Dạ. Làm để che lại cho đỡ bụi. Dạ. À dạ. Sao cô? Thấy cô Thọ thương quá quý vị ạ. Tại vì cô biết cô bán một ngày mà lời cái bánh mà để mà lời được 100 hay vài chục nó khó vậy. À, đến đây mà mình trả được vài chục thì cũng được. Qua một cái cầu thôi vậy. Qua cái cầu bên
đi kìa. Mưa quá, cô Thảo quay nãy giờ sợ hư cái máy quay quá vậy. Bánh đồ ok không cô? Dạ, cái này inox mà mình lau nó bóng rồi, cô nhìn thấy ở trong cô ở trong đây luôn nè. Tại vì có cô nói dặn nó mua được cũng nhôm. À dạ. Nhôm nó mau hư lắm. Dạ. Dạ. Ồ, cái vỏ cũ hả chú? Vỏ cũ, vỏ cũ. Dạ. Cái vỏ mới nó mắc tiền rồi, vỏ mấy trăm ngàn nó còn cao cho bán. Dạ. Mới nãy mấy không rồi, còn là mắc thôi chứ. Ở xe không không về đó, là 1 triệu rồi đó. Đâu có làm gì đâu. Mình phải làm tùm lum tà la vô. Thì bán đủ giá cái này mà làm lời nhiều ai làm với ai mà. Ở tính tiền về cô ha. Dạ. Rồi chú giao cho con đi. Dạ, tính tiền. Dạ. 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 Chú làm đi. Dạ. 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 Đây quý vị, đây là món quà của chị Xuân ở Mỹ. Cái gì vậy? Đó là chị cầu Hân Phú nha. Cặp máy nó nằm dưới chân cầu Chánh Hưng đúng không? À, dưới chân cầu Chánh Hưng đó. Lò phía dưới là đường Nguyễn Di đúng không? Ngay chỗ là Bô Gác á. Ừ, đúng rồi, Bô Gác chạy lại chút xa. Có cái chùa, cái chùa quẹn lên trên đó. Số mấy nha, Nguyễn Di con? À, đó mấy. Để đó đi chị, tại vì có số điện thoại không em? Em có, không phải không. Không có đưa cho ba đi, đưa cho ba làm gì. Ở đây thì chị Xuân gửi 5 triệu đồng quý vị để mua xe cho cô Thọ. Thì bây giờ cô ta trao gửi cái này đến với cô Thọ luôn. Rồi cô Thọ sẽ trả tiền xe là 3 triệu đồng quý vị. Cô lấy giùm con 3 triệu ra gửi cho anh đấy nha cô. Cô Thọ xem ở trong đây còn có đủ 2 triệu không? Cứ chạy lại đó trước đi nha. Đủ. Dạ, 2 triệu. Dạ. Cô Thọ, ở đây là cái món quà của chị Xuân. Gửi 5 triệu để mua xe tặng cô Thọ nha. Thì mua hết 3 triệu. Bây giờ thì người ta giao xe thì người ta miễn phí tiền xe ship luôn. Nên mình không có tốn nữa. Thì nếu như có gì cô Thọ về dành tiền này mua thêm một cái dù á. Còn ngoài ra dư bao nhiêu thì cô Thọ để dự để uống thuốc nha. Cái này là món quà của chị Xuân ở Mỹ. Dạ. Dạ. Cô cũng cảm ơn cô Trinh á. Dạ. Nhiều giúp đỡ cho gia đình cô. Cô cảm ơn rất là nhiều luôn. Dạ, đó. Dạ, thì con cũng rất là mừng khi mà cô mua chiếc xe để mà đẩy đi như vậy. Nó đợi cho sức khỏe hơn, sức khỏe của cô có thể tốt hơn. Con cũng vậy cô. Dạ, con tên Thành ạ, không sao đâu. Cảm ơn cô những ngày qua. Dạ. Con sẽ chia sẻ thêm để cô đi bán để mọi người biết để ủng hộ cô nhiều hơn. Dạ. Tại vì có thể những ngày đầu là cô bán nó chậm hơn. Nên mong rằng là quý mạnh thường quân nào mà có gặp cô Thọ thì có thể ủng hộ giúp đỡ cho cô Thọ trong cái thời gian mà cô Thọ gặp khó khăn đó. Đó, cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều. Dạ rồi. Dạ dạ không có gì đó chị. Dạ. Thì qua đây Phu Tha cũng cảm ơn, ngoài chị Xuân ra thì có rất là nhiều mạnh thường quân liên hệ với Phu Tha mong muốn là giúp đỡ cho cô Thọ, nhưng mà vì Phu Tha nhận của chị Xuân rồi nên không thể nhận của các mạnh thường quân khác. Nếu mà sau này có duyên với những hoàn cảnh khác thì quý vị có thể liên hệ với Phu Tha để giúp đỡ những hoàn cảnh khác quý vị. Hy vọng rằng các mạnh thường quân khác sẽ gặp nhiều hoàn cảnh khác. Rồi, bây giờ mình về cho. Ủa, đi. À? Chắc là hình như qua chiếc lên xe rồi á. Khoan, cái này chưa làm cái kính cửa. Cầu hả? Dạ. Để xe hả? À dạ. Yeah. Tí nữa cô Thọ về chỉ chỗ cho người ta để xe nha. Rồi có gì mai mốt gì đó mà cô Thọ đi bán, mà khi nào mà cô Thọ chất lên xe á, con qua con chia sẻ chiếc xe của cô Thọ xem thử như thế nào. Nếu mà có thể nó lớn hơn á, hoặc là nó có khó khăn gì nữa thì mình đổi lại. Dạ, mình thay đổi một chút xíu cho nó hợp, cho nó đẹp.
hy vọng có chiếc xe này thì cô Thọ bán nó nhẹ nhàng hơn và bán sẽ đắt hơn quý vị. Có xe này bán đắt hơn rồi. Thấy cô Thọ chưa đem về nhưng mà cô rất là quý chiếc xe đó quý vị. Nãy giờ là thấy lâu lâu chùi chùi rồi đó. Tại vì hôm nay trời mưa quý vị nên có thể là cô Thọ quay nó hơi ồn á, hơi ồn ào mà không có được đẹp, trời mưa lớn lắm. Bây giờ, ủa trưa nay cô Thọ ăn gì chưa? Trưa nay cô Thọ ăn gì chưa? Chưa luôn hả? Mừng quá, ngồi trong chờ con vậy đó hả? Tại hồi sáng nay con đi giờ con cũng chưa ăn nữa, hồi sáng con đi tu viện Tường Vân á, đi cúng dường cho Mạnh Thường Quân, mà đi gặp trời mưa cũng lớn. Thế mới vừa về là định là hẹn lại cô Thọ bữa khác, nhưng mà thấy hôm nay cô Thọ nghỉ để đi mua xe mà tự nhiên mình hẹn lại đấy cũng kỳ. Thế thôi chạy đi mua luôn. Dạ. Chú bắn cố định cái tụ lại. Khoan pin yếu quá. Tại vì cũng may là hôm nay chị con của cô Thọ quý vị được nghỉ làm nên cũng chở cô Thọ đi. Bình thường thì chị đi làm không có ai chở cô Thọ. Sao lên hình không? Không hả? Sao nãy giờ thấy là nhiều chuyện đó nha. Gá hả? À, quay cái nó hả? Anh đi bán vé số hả? Ờ, vé số đâu đưa mua cho? Hết rồi hả? Trời, bán vé số. Sáng giờ bán được nhiều chưa? Tôi bán có 10 tờ à. À. Cũng gia đình, cũng gia đình nhiều á. À. Ông nội nó mới chết, nhỏ xíu à. Rồi, rồi, rồi ba mẹ có đi học không? Không, ý là con có đi học không? À, con học lớp mấy rồi? Lớp 3 hả? Rồi sao hôm nay không đi học mà đi bán? Nó cũng gia đình nghèo đó. Hả? Vào đây, vào đây, vào đây, chơi chút xíu. Ý là hôm nay sao không đi học mà đi bán vé số? Hôm nay con bị bệnh không đi học được. Bị bệnh không đi học được. Trời, không đi học được mà đi bán vé số được hay nha. Hả? Đi bán vé số lâu chưa? Lâu. À, từ lúc mấy tuổi? Lúc 6 tuổi. Gì? Vậy là bán kinh nghiệm là 6 năm rồi đó hả? Này, này lớp 3 là 9 tuổi phải không? 9 tuổi là đi bán được 3 năm. Ờ, rồi ba mẹ làm nghề gì? Ba mẹ ba con làm xưởng nhà, mẹ con ở nhà không có đi làm. Cái kỳ gì kỳ vậy? Ba mẹ ở nhà mà con đi bán vé số rồi sao? Nghĩa là ba có mẹ con cũng đi bán vé số, ba con đi làm xưởng nhà. À, ba đi làm xưởng nhà. À, như vậy thì cũng đủ điều kiện mà sao con phải đi bán? Nhưng mà mẹ con bắt con đi bán chút xíu, con không muốn đi tay con quay về nhà. À, có bắt không đó? Ý là ba mẹ có bắt không? Không. Ý là con muốn đi bán để phụ giúp ba mẹ hay là ba mẹ bắt con đi bán? Dạ, con muốn giúp ba mẹ. Muốn giúp ba mẹ ha. À. Bây giờ hiện tại ở đâu? Trong xôi dừa. À, xôi dừa hả? Rồi con tên gì, khi nào chú vào đó chú hỏi nhà con gặp ba mẹ con coi sao? Con sợ ba mẹ con. Sao không quen thì không quen, đầu tiên gặp đâu có ai quen đâu, họ gặp xong mới quen mà. Phải không? Sợ sao? Sợ ba mẹ chửi con. Sao chửi con? Ba mẹ nó. Thì bây giờ chú quay thì ba mẹ xem là có sao không? Chửi chú người lạ. Hả? Chú người lạ. Sợ bắt cóc hả? Sợ bắt cóc. À. Chứ đâu bắt cóc đâu. Để cho tôi nè, chú có 100.000. Cái này là của cô ở bên Pháp á. Cô giấu tên. À, gửi con nha. Cảm ơn chú cái coi. Rồi. Rồi, bye bye, có duyên gặp lại nha. Nhỏ để bán vé số. Thấy mặt cũng lanh á. Dạ.
Đây nãy giờ chú nói là khuyến mại đủ thứ luôn, giảm giá đủ thứ luôn. Thì nếu mà quý vị mà có mua xe, có nhu cầu mua xe thì đến đây nha quý vị. Ở đây là ngay góc ngã tư đường Hùng Vương và Trần Nhân Tôn. Thảo Chung. Dạ, đó. Tiệm Thảo Chung. Thảo Chung. Dạ. Làm cho hoài à, mấy quý bạn cho hoài không? Mình phải tại vì nãy không có kính này á nên sợ bùi bánh á quý vị, thì nhờ chú làm thêm hai tấm kính này. Ở đây thì gần cái chỗ mà bé Bán Thơm á, bé Bán Thơm ở đằng kia rồi quý vị, cũng ở trên đường đây luôn, đi tới thêm khúc nữa là cậu bé Bán Thơm. Anh đã chuẩn bị sẵn xe bên đây rồi nè. Xong rồi cho lên xe thôi. Đó. Nhìn lại chiếc xe một lần nữa. Bây giờ là cô Thọ ngồi lên xe đó luôn để dừng anh dẫn đường cho anh đi. Dạ 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 cô đi cô đi. Dạ 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 rồi. Chào chị, dạ dạ. Buộc hai cái tấm kiếng đó lại quý vị, tại vì hai tấm kiếng đó là không cố định đó. Nên phải buộc lại, có sợ nó chạy qua chạy lại bị bể. Cái này phải ràng chặt. Hy vọng rằng có chiếc xe này rồi thì cô Thọ bán đỡ nhọc nhằn hơn, bán bắt khách hơn. Nếu mà cô Thọ có khó khăn thì kính mong quý vị có gặp cô Thọ ở đâu thì có thể mua ủng hộ cho cô Thọ. Cô Thọ đứng nhìn chiếc xe nãy giờ luôn ạ. Chắc Phu Tha dừng ở đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phu Tha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Phu Tha cũng xin gửi lời cảm ơn chị Xuân, cảm ơn chị và chúc cho chị cũng như gia đình thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Phu Tha. Đó, con Thọ có cái ghế ngồi bên kia. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Cô ngồi lên đó. Sợ không cô, sợ không? Vịnh vào nha. Rồi cũng về luôn nha, mai mốt gặp lại cô sau. Dạ, chào cô.